Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thành quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Châu Đốc tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại các nhà thờ Tinh Lành, nhà thờ Giáo sứ Châu Đốc và nhà thờ Núi Sam. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Lâm Quang Thi Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đến thăm và chúc mừng giáo sứ Châu Đốc nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón mừng năm mới 2021. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lâm Quang Thi Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã chúc Linh Mục, Chánh Sứ, Nguyễn Tấn Khoa và toàn thể giáo dân thành phố Châu Đốc mùa Giáng sinh với nhiều điều tốt lành, năm mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đánh giá cao những đóng góp của giáo sứ Châu Đốc trong năm qua đã cùng với chính quyền thành phố chăm lo tốt đời sống và hướng dẫn đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 2020, thành phố Châu Đốc cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh bùng phát thiên tai bảo lũ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng sự chung tay của người dân thành phố đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid-19, hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh, đạt được kết quả tốt nhất, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của thành phố và của cả nước. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của giáo sứ châu đốc đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh và xây dựng phát triển kinh tế xã hội, toàn thể giáo dân thành phố Châu Đốc đã làm được rất nhiều việc có ích cho xã hội. Giáo sứ Châu Đốc đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, được xã hội đánh giá cao trong việc chung sức đồng lòng, chia sẻ cùng đồng bào trong và ngoài thành phố vượt qua khó khăn. Đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn giáo sứ Châu Đốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng giáo hội công giáo Việt Nam theo phương châm sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt giáo xứ Châu Đốc, Linh Mục Chánh Sứ Nguyễn Tấn Khoa đã bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Châu Đốc thời gian qua luôn quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho giáo sứ Châu Đốc và đồng bào giáo dân ngày càng có điều kiện, cơ hội để phát triển kinh tế dương lên làm giàu. Thời gian qua và tới đây giáo sứ Châu Đốc sẽ không ngừng tuyên truyền, dẫn động bà con tín hữu thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố Châu Đốc. Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn đã đến thăm chúc mừng Thánh đường Họ đạo Núi Sam nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. Dịp này đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt đoàn gửi lời chúc đến các linh mục, mục sư cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của nhà thờ giáo dân trong thời gian qua đã tích cực cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội trong mùa dịch Covid-19. Qua đó, mong muốn bà con giáo dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Đinh Văn Bảo, phó bí thư thành ủy thành phố Châu Đốc, dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ giáng sinh năm 2020 tại hội thánh Tinh lành Chi hội Châu Đốc. Trong không khí chuẩn bị đón mừng giáng sinh năm 2020 tại nơi đến thăm, đồng chí Đinh Văn Bảo, phó bí thư thành ủy thành phố Châu Đốc đã chúc mừng ban chấp sự cùng bà con giáo dân đón mừng lễ giáng sinh năm 2020 an lành, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kinh tế thành phố vẫn đạt kết quả tích cực. Trong thành tựu chung của thành phố có sự đóng góp của bà con giáo dân, nhất là các chương trình an sinh xã hội như ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ, hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, đồng chí mong muốn với vị trí, vai trò và uy tín của mình, Ban chấp sự Hội Thánh Tinh Lành sẽ cùng với các cấp quỹ chính quyền, mặt trận, tổ quốc, động viên bà con giáo dân, tín hữu tiếp tục tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, giảm hộ cận nghèo, tăng hộ khá giàu, đảm bảo tốt, an ninh trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước thưa quý vị và các bạn. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hợp mặt tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 9 10 tháng 12 năm 1945 10 tháng 12 năm 2020, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1945 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989 22 tháng 12 năm 2020 và trao quyết định chi trả chính sách theo quyết định số 290, quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đợt 28 cho các đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên xuất ngũ, thô diệt. Buổi họp mặt đã ôm lại truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 9 ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 năm 2020, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1945, 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 1989 và 22 tháng 12 năm 2020 truyền thống đấu tranh anh dũng của đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố châu đốc Lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc luôn trung thành với Đảng, đoàn kết hiệp đồng vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí quyết thắng, tiếp tục ra sức phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ. Đồng thời tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua của thành phố và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, đóng góp sức để giữ gìn và phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống cách mạng của quê hương Châu Đốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà, nhà nước giao. Trong đợt này, ban chỉ huy quân sự thành phố đã chi trả cho 14 đối tượng nhận chi trả theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 46.600.000 đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc của đảng nhà nhà nước ta nhằm ghi nhận những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, đồng thời thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước và quân đội ta, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng chính sách, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị đã triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động. Cụ thể, Thông tư số 03/2019 ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Văn bản số 04 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp. Công văn số 1211 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Thông qua đó nhằm phổ biến quán triệt đến người đứng đầu và toàn thể cán bộ công chức viên chức nắm vững các quy định về thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật tăng cường tính chủ động của các cơ quan đơn vị trong việc xác định nhu cầu sử dụng lao động mang tính thừa hành phục vụ, thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan đơn vị và sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan đơn vị, đảm bảo trong khả năng tài chính, ngân sách đã được phân bổ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc phối hợp với Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức bế mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu chính, 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày quốc phòng toàn dân. Tại buổi lễ, các đội đã thi đấu các môn còn lại của hội thao gồm nhảy bao bố và kéo co cho các vận động viên. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất môn bóng truyền cho đơn vị ban chỉ huy quân sự thành phố, giải nhì cho đơn vị xã Vĩnh Châu và đồng giải ba cho hai đội phường Vĩnh Quân và phường Vĩnh Mỹ. Đối với các môn nhảy bao bố, đơn vị phường Châu Phú A đạt giải nhất, đơn vị phường Châu Phú B đạt giải nhì, đơn vị phường Núi Sam và xã Vĩnh Châu đồng giải ba. Riêng môn kéo co, đơn vị xã Vĩnh Tế xuất sắc đạt giải nhất. Đơn vị ban chỉ huy quân sự thành phố đạt giải nhì, đơn vị phường Vĩnh Quân và phường Vĩnh Mỹ đồng giải ba được biết đây là hội thao thường niên được ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc duy trì tổ chức hàng năm nhân các ngày lễ lớn của đất nước là dịp để các đơn vị gặp gỡ giao lưu và rèn luyện sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của thành phố trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai Chi Việt Nam chi nhánh Châu Đốc vừa tổ chức hội thảo tri ân khách hàng và rút thăm trúng thưởng khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm nhân kỷ niệm 14 năm thành lập. Sau hơn 14 năm hoạt động, Dai Chi Lai Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường với 280 văn phòng trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam và phục vụ trên 2,2 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.300 nhân viên và 80.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp với phương châm hoạt động khách hàng là trên hết Daiichi chi lai việt nam luôn xem khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công Công ty cam kết không ngừng sáng tạo, đổi mới sản phẩm, chú trọng đầu tư công nghệ nhằm mang đến các tiện ích tối ưu, gia tăng trải nghiệm công nghệ số cũng như tạo ra các giá trị vượt trội cho khách hàng, cộng đồng và xã hội hướng đến mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam. Hội thảo nhằm đánh dấu mốc son đầy ý nghĩa và tự hào trong hành trình 14 năm nỗ lực và phấn đấu không ngừng của công ty nhằm mang đến cho khách hàng và gia đình cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng. Cùng với thông điệp kết nối triệu yêu thương được đai Chi Lai Việt Nam khởi xướng và lan tỏa rộng khắp thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ cộng đồng liên tục trong nhiều năm qua. Thưa quý vị và các bạn, Chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.